Rồi bạn gái tiến vô, ôm 30 giây rồi nói cảm xúc của mình. Rồi. Thà mình ôm ta đỡ hơn ta ôm mình em ơi. Ôm chứ không phải dịnh, ôm. Đây là bây giờ thì cắt từ không được, không được. Đâu có nói là ôm chỗ nào. Không, không ôm là phải vậy mới gọi là ôm. Ôm là phải hai vòng tay vậy mới gọi là ôm chứ. Được không anh? Như vậy được không anh? Không, thì cắt tường nhanh, không biết được. Anh ở đây không có quyền. Anh ở đây không có quyền. Sao được ạ? À? Cái này là do anh mà. Em gái ơi, chúng ta vào trong thôi. Mời em. Rồi, đánh ghế rồi bạn. Ngồi xuống. Xin mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra. Đây, chị hỗ trợ cho. Có gì chỉnh không? Rồi bây giờ thì hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho đối phương. Xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên cạnh. Mình là Lê Đình Phi, mình ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mình đang làm kỹ sư xây dựng. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9, em vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào được 11 năm. 11 năm, à, đang sống với ai? Em ở với bạn. Bạn? Trai hay gái? Trai. À, mình sẽ định lập nghiệp trong này luôn hay là sẽ về quê? Dạ, em xác định lập nghiệp trong này ạ. Còn về quê nhưng khoảng tầm 60 tuổi trở lên thì... À, chuyện đó còn xa lắm, về hưu lắm. Thế còn em gái? Xin chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trang, em năm nay 28 tuổi, hiện đang là kế toán. Em làm việc ở Bình Thạnh. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Bình Dương, quê gốc em ở Hải Phòng. Nhưng mà gia đình vào Bình Dương lâu rồi phải không? Dạ. Rồi. À, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, quận 9 thì cũng gần nhau ha. Dạ. Cũng dễ trong quá trình tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân một chút xíu. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tương đối hòa đồng, có thể làm giúp đỡ việc nhà, gia đình. Điểm yếu của em là hơi nóng tính, cũng hay tiếp xúc bạn bè. Hay tiếp xúc bạn bè nhiều là sao? Có nghĩa là hay tụ tập, rủ rê bạn bè. Ăn nhậu hay gì? Có một chút chút cà phê la cà. Thì lúc chưa có bạn gái thôi, còn có bạn gái thì phải dành thời gian cho bạn gái chứ hả? Dạ, em cũng mong là con. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em biết nấu ăn, cũng hòa đồng. Điểm yếu của em chắc em hơi nhát á. Với lại hay xấu hổ trong đám đông á. Xấu hổ về cái gì? Em rất là ít nói, với đám đông thì em rất là nhát. Về tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình cũng rất là lâu rồi, 7-8 năm rồi á. 7-8 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được nửa năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Không hợp tính nữa, cho nên không có tiếng nói chung. Có nghĩa là bạn quá năng động, kiểu như là thích đi nhiều á. Còn em không có thích đi lắm. Chết rồi, bên đây cũng thích ra đi nhà, ra tụ tập nè, bên đây không thích. Lý do tại sao mà 7-8 năm nay em không có tìm được một người nào khác? Em làm kế toán á, cho nên môi trường thường là nữ không ạ. À. Em cũng làm bên xây dựng nhưng mà nam á, thì lại quá lớn á. Cũng có gia đình hết rồi, hoặc không thì ra công trường. Còn ở trong thì chị nữ là nhiều. Thế em có hay đi ra công trường được gì không? Dạ có, em công việc của em chủ yếu là công trường. À, hèn chị hơi đen ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tình trường em sao? Em là lại qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất thì em đã chia tay được hơn 1 năm, quen được 8 tháng. Lý do tại sao chia tay? Thì có những cái hiểu nhầm trong cuộc sống, với lại là mình chưa định hướng được. Hiểu nhầm về cái gì? Có những tin nhắn người ta nhắn đến cho mình, những cô gái đọc người ta không hiểu được rõ cái nguồn gốc nào thì người ta lại hiểu nhầm. Là tin nhắn gì? Cụ thể tin nhắn nó nói gì trong đó? Tin nhắn là người ta hỏi thăm, ví dụ người lạ hoặc người bạn cũ hỏi thăm mình, nhắn tin. Người lạ mắc gì hỏi thăm? Không, người cũ, người bạn học hoặc cái. Bạn học hay bạn gái cũ? Bạn gái học cùng trước. Mà có người yêu không? Người yêu thì... Người yêu của em thì có. Người yêu cũ hay là nhắn hay là bạn học cũ nhắn? Bạn học cũ. À, học cũ nhắn sao mà để người yêu hiểu lầm? Thì hỏi anh ăn cơm chưa ngủ, hôm nay có đi làm về không? Bạn học cũ sao kêu bằng anh? Có, đấy là đại học thì có thể chênh lệch tuổi tác. À, vậy là em chưa tạo niềm tin đủ cho bạn gái của mình, để cho bạn ấy tin tưởng nên bạn ấy mới nghi ngờ. Có thể là vậy. Chứ nếu em dành thời gian, em thể hiện cho bạn gái biết rằng em là số 1 thì người ta đâu có nghi ngờ. Vì em tính em có một cái điểm yếu là em lại có những cái mình không có lỗi mà người ta bắt mình phải nhận lỗi hoặc đi giải thích thì em phải không thích kiểu đấy. Ủa chứ sao? Chứ bây giờ có lỗi không xin lỗi à? Không có lỗi thì em phải xin lỗi, nhưng mà cái đấy lỗi không phải của mình. Tự nhiên người ta suy nghĩ là người ta áp đặt lỗi cho mình thì... Nhưng mà điều nhìn đi phải nhìn lại cũng là do mình nữa. Nếu mà mình tạo cho người ta đủ sự tin tưởng thì người ta đâu có nghi ngờ đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Rút kinh nghiệm cho lần sau ha. Bây giờ mẫu người lý tưởng của em là em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, biết quan tâm đến gia đình,
cao, mập mạp. Cao có cao, mập có mập. Đen đen được không? Đen chứ cũng được. Em có phải là người hay ghen không? Chắc em là người hay ghen đó. Em có hay kiểm tra điện thoại của bạn trai không? Cái đó không ạ. Nếu em thấy những cái gì dấu hiệu gì nghi ngờ thì em sẽ hỏi hay là em tự tìm hiểu hay là em sẽ âm thầm rút lui? Em sẽ hỏi. Nếu như bạn trai hoặc là người chồng của em sau này rủi có một phút giây nào đó lầm lỡ thì nếu người ta quay lại và thành thật nhận lỗi thì em có tha thứ không? Sẽ tha thứ, nhưng mà vào trường hợp như thế nào? Nó có đủ để mình có thể tha thứ không? Thì có nghĩa là bây giờ mình thấy người ta có lăng nhăng đó, có một cái mối quan hệ khác đó, mà khi em biết được thì người ta thành thật muốn xong xin lỗi em thì em có bỏ qua không? Có thể bỏ qua. Một người phụ nữ rất vị tha. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Em muốn tìm một người bạn gái là lễ phép, có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Có gì thì cứ nói thẳng ra cho biết, chứ đừng bắt người đối diện phải đọc cái suy nghĩ của người đấy. Đôi lúc có những cái khó nói lắm em. Khi yêu nhau người ta có một cái sự gọi là tế nhị, có một cái sự là tâm linh tương thông. Nếu thật sự hiểu nhau, tìm hiểu nhau mà quan tâm đến nhau thì sẽ có những cái người ta không cần nói mình vẫn phải hiểu. Đó là cái yêu cầu rất khó của người phụ nữ. Mà nếu thật sự mình yêu thương người ta, mình sẽ cảm nhận được. Nên em phải cố gắng. Em cũng hy vọng là giữa em và bạn nữ bên cạnh sẽ có được cái sự đồng điệu ấy. Tại vì thật sự nếu mà cái gì cũng nói toẹt, nó toẹt ra mới hiểu thì cuộc sống nó vô vị quá. Dạ. Phụ nữ rất là khó chịu, nhưng thật sự phụ nữ cũng rất là dễ tính. Nếu người ta đã yêu thương mình rồi dễ lắm. Chỉ cần chiều chuộng một chút, quan tâm một chút là ok rồi. Dạ. Nó phải có sự lãng mạn, phụ nữ nào cũng thích như vậy hết á. Dạ. Cố lên nha. Tìm ảnh đi em. Em có hình gì không cho chị mượn? Anh nào cũng đẹp trai hết trơn á, Cưng gán kiếm đi Cưng. Trời ơi. Cô nào cũng giống nhau hết trơn vậy. Kiếm đi em. Đẹp trai đẹp gái gặp nhau rồi đó. Anh nghĩ chắc này. Nào được coi. Ủa sao em đón anh đó, lý do gì? Em đoán vậy thôi. Thấy bốn anh chàng y chang nhau rồi, em đoán trên cái cơ sở nào? Hay là lại em thích cái người đó nè, em chọn người đó? Thì em ghen tiếng á, thì em nghĩ là người sẽ như thế. Còn em nhận ra cổ không? Em nghĩ cô thích một người cao, có nghĩa là cô này. Chúc em may mắn lần sau. Anh nói phụ nữ khi nào cũng cảm nhận hay hơn đàn ông. Mời quý vị hãy đón xem, ai sai sẽ bị phạt nha. Mở cửa. Tên tên. Hay thiệt luôn á. Bốn chàng trai y hệt nhau mà cô có thể đoán trong vòng một nốt nhạc. Sao hay vậy ta? Bốn anh như vậy luôn, mặc áo trắng y chang như nhau mà cô nhìn cô chỉ trúng bóc cái anh này. Hay thiệt luôn, chúc mừng em. Em có quyền hành hạ người khác. Anh xin lỗi em vì anh đã không nhận tay em. Em là ai đâu, chỉ vô lại coi nè. Giờ thì em phải nhận ra được rồi. Sao? Thấy sao so với cái cô hồi nãy chọn? Dạ, khác cô nãy chọn. Thích cô nào hơn? Dạ. Tất nhiên là phải thích người hiện tại bây giờ. Rồi bây giờ mình phạt ảnh gì đây em? Hát một bài. Hát một bài. Em có thể cầm điện thoại hát được không? Được. Hát không hay em đừng cười. Cười chứ. Còn không cười chị cười. Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời. Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người thôi. Ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình anh mới gặp vội vàng. Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ. Tại sao người ta không cho cười mà em vẫn cười? Chắc là tại chưa có nhạc cho nên nó không được trúng tông lắm. Không có nhạc nó cũng vậy à em. Nhưng mà phải ghi nhận cái sự nhiệt tình của ổng chứ, rất tự tin. Đúng không? Rất tự tin ạ. Dễ thương không? Được. Rồi bây giờ khi lần đầu tiên mở cửa trái tim này ra, em nhìn thấy cổ thì em cảm xúc như thế nào? Thấy là bạn gái rất là xinh. Đúng rồi. Em nghĩ mà bạn gái là một tiếp của một người phụ nữ của gia đình. Rất là hiền và có thể lo lắng và có thể cho gia đình được rất tốt. Hy vọng em may mắn lần này nha. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau. Hãy mạnh dạn lên ha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là cơm dừa gà tại nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn. Rồi bối gối quá hả em, bối gối quá quên tặng quà hả Cưng? Chào vâng, chắc em run quá. Chờ đợi gì nữa?
Nay lần đầu là gặp em thì anh cũng có một món quà nhỏ để tặng em. Hy vọng là em giống như tựa đề của cuốn sách. Cảm ơn. Ủa, tựa đề gì đọc lớn lên chị nghe coi. Nếu em không phải một giấc mơ. Là sao muốn em giống tựa đề cuốn sách là sao, chị chưa hiểu ý nghĩa của nó. À, giống tựa đề em là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. À, nếu em không phải một giấc mơ, nghe em là hiện tại. Thôi, ăn đi rồi ngủ mới mơ được nha cưng nha. Tự tin lên nha, nãy giờ bối rối hơi nhiều rồi nha cưng. Dạ. Yeah. Chào em. Em thấy anh thì em có cảm nhận gì không? Em nghe tiếng thì em cũng có thể tưởng tượng ra được ạ. Dạ. Thì anh có phải là gia trưởng không? Người gia trưởng? Không, anh không phải phúc gia trưởng. Bởi vì anh cũng là con út trong gia đình nên anh cũng tương đối thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy anh em ạ? Gia đình anh có 4 anh em trai. À, trai hết ạ? Anh mời em. Dạ, mời ạ. Em đang ở với chị gái của em hả? Dạ vâng ạ. Chị với em là cũng làm cùng với em luôn hay sao? Dạ không ạ. Chị gái em làm ở... Rung quá không nhớ đúng không? Chị em làm công an ở bên Thủ Đức ạ. Những ngày nghỉ em thường hay làm gì? Em về quê với gia đình thôi. Anh xin lỗi hồi nãy giờ anh quên, anh chưa nhớ tên em. Em tên Trang ạ. Chi? Trang. Trang. Dạ. Em nhớ tên anh không? Anh tên Phi. Phi ạ. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Có nhiều lắm nhưng mà gặp em anh quên hết luôn rồi. Điều gì ở đàn ông mà làm cho em 7-8 năm nay em không muốn quen một ai hết rồi vậy? Nói chung em cũng không thích những người quá lăng nhăng. Mình thích một người thì mình nên chung thủy với người đó thôi. Còn ví dụ như là khi mà không còn được tiếng nói chung nữa thì mình có thể mạnh dạn nói để hai người cùng có thể làm bạn được. Anh thì không lăng nhăng nhưng mà anh khi anh yêu nhiều nhiều nhưng anh kết thúc một cái này thì anh mới tiến một cái khác chứ không phải là anh lăng nhăng một lúc. Dạ. Em có ngại phải về Hà Tĩnh không? Thì sai vậy. Dạ. Em cũng hơi ngại. Tào, nãy giờ chị cũng lắng nghe ở ngoài mà cũng tò mò, cũng lắng nghe câu chuyện của hai bạn ha. Giờ chị hỏi thêm vài câu nữa nè. Em quan điểm như thế nào về sống thử? Thì em chưa từng sống thử nên mà theo những gì em tìm hiểu em biết thì tùy theo những con người người ta sống với nhau thì đấy, quan điểm của từng người một khác nhau. Thì với bản thân em thì đấy cũng là một cái trải nghiệm để mình xác định được rằng hai người có hợp với nhau hay không. Nói chung là khi mình đã xác định là sẽ cưới nhau hoặc là đã đi đến một cái gì đấy thì mình sống thử thì hoặc là mình cưới luôn thì cũng không có khác gì nhau hết. Trời, rủi ra tỷ gì mình sống thử rồi mình thấy không hợp thì cái đấy thì cũng là do mình, ví dụ như mình đã kết hôn thì mình cũng có thể là mình chia tay cũng có được hợp về rồi chứ không phải là mình sống thử ra mình kết hôn thì mình bắt buộc kết hôn mình phải ở với nhau cả đời được. Em quan điểm như thế nào? Theo em thì chung là cũng không có gì là xấu nhưng mà mình phải xác định ngay từ ban đầu đó có đúng hay không. Nhưng mà riêng bản thân em thì em không thích điều đó. Bản thân mình thì mình không muốn nhưng mà người ta thì mình cũng không có cái gì là bài xích người ta hết, đúng không? Đúng. Em nghĩ thế nào khi người ta hay nói là trai xây dựng là hay lăng nhăng, đi đây đi đó không rồi quen cô này cô nọ, em nghĩ sao? Em gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Dạ. Em có ngại không? Em cũng rất là ngại nhưng mà nếu mà do bản thân người đó thôi. Có thật sự là nếu là của mình á thì chắc chắn là của mình, còn không phải thì có sao cũng không giữ được. Sao? Và cái ý kiến của cậu thì em có cái gì để có thể là muốn bào chữa cho mình không? Đấy cũng là một cái câu mà kiểu như là dân gian truyền nhau từ trước đến giờ thì ông bà nói ít có sai lắm. Không thì cũng đúng với từng người, không phải là lúc nào cũng vậy. Anh thế em nhìn anh có niềm tin ở anh không? Niềm tin hay không phải do em cho người ta thấy nữa chứ. Em chưa thể hiện sao người ta có niềm tin được. Cái đấy thì phải có thời gian để mình ra ngoài cuộc sống, người gặp trực tiếp với nhau ở ngoài tiếp xúc thì mình bản thân được. Em ngày hôm nay đến với cái buổi hẹn hò này thì em cũng phải nói vài điều để cho người ta cảm thấy yên tâm chứ. Thì đây cũng là lần đầu anh được gặp em. Nhưng anh không hứa sẽ luôn ở bên em để bảo vệ cho em được. Nhưng mà anh chắc rằng mỗi khi em cần
thì anh sẽ cố gắng về bên em. Dễ, thôi thì cũng được. Nghe thôi nha cưng, còn khoan hả vội tin nha, phải có thời gian trải nghiệm. Bây giờ chị Tường mời hai bạn bóc một cái lá thăm ha, và đọc lớn lên yêu cầu bạn trai thực hiện cái điều trong đó. Nói một câu gì đó thật lãng mạn để tỏ tình đối phương, không lãng mạn thì sẽ bị anh xử phạt. Nãy cũng mới nói một câu nói khác rồi, quá lãng mạn, nhưng mà bây giờ anh muốn nói câu khác nữa sao? Thử coi cái kho lãng mạn của em nhiều không, nhưng mà phải chân thành nha. Anh có thể từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng mà anh mong rằng em là mối tình cuối cùng của anh. Được không? Câu đó ổn không? Gì không em? Cũng được. Cũng được ha. Rồi, tên phiên em. Trúng mánh hay chị ơi? Trúng mánh hả? Trúng mánh gì đọc lớn anh trời. Ôm đối phương trong vòng 30 giây và chia sẻ cảm xúc. Có chơi có chịu thôi, sao giờ bước qua đi em. Rồi, bạn gái tiến vô. Ôm 30 giây rồi nói cảm xúc của mình. Thà mình ôm ta đỡ hơn ta ôm mình em ơi. Ôm chứ không phải dịnh. Ôm đây là cũng bao ôm giờ nè. Bao giờ chị cắt từng không, được, không được. Đâu có nói là ôm chỗ nào đâu chứ. Ôm là phải vậy mới gọi là ôm. Ôm là phải hai vòng tay vậy mới gọi là ôm chứ. Được không anh? Như vậy được không anh? Theo chị cắt tường nhanh đâu biết không được. Anh ở đây không có quyền. Anh ở đây không có quyền. Sao được ạ? Cái này là do anh mà. Cái này là dịnh. Được ạ. Không phải ôm. Được đúng không anh? Được, khó với em như vậy hả? Ôm. Nói chung em cũng hơi xấu hổ. Kệ em. Ôm đi. Thôi được. Cái đó là dịnh. Ôm là phải choàng qua hết người người ta như vậy nè. Một vòng tay như vậy nè. Nhưng mà để anh ôm em. Mấy ôm là cảm nhận được. Hay là em muốn để anh ôm em? Để em ôm ạ. Rồi cảm nhận như thế nào? Rất là ấm. Ai ấm? Anh ấm. Chắc nóng khí hậu. Em có cảm nhận gì? Thấy bạn đang rụt rè, em muốn đang ôm xà sát hơn, chặt hơn thì em mới cảm nhận được. Sẽ cho bạn cơ hội lần sau, sau khi bấm nút. Rồi mời em về vị trí. Nhớ nha, lát bấm nút tôi cho ôm đó, nói trước. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm. Chị nói vậy bạn ấy không ấm thì sao? Ôi, người ta thích là người ta sẽ bấm, mà người ta không thích là người ta không bấm. Không vì một câu nói của chị mà thay đổi được quyết định của cô gái này nha. Tự tin lên nè, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cái ôm này có xá gì ha. Chị mà yếu hả, nghìn trùng xa cách chị cũng tìm đến với người mình yêu nữa. Không cần người ta chủ động, chị chủ động luôn nữa nếu thật sự là chị bị rung động. Cho nên đừng có lo lắng gì cả, mà hãy cố gắng thể hiện cho người ta cảm nhận được tình cảm của mình. Nếu để nói một câu cuối cùng với cô ấy trước khi đưa ra quyết định thì em sẽ nói gì? Mình gặp nhau ở đây là một cái duyên. Không biết là chúng ta sẽ đi với nhau ít bao nhiêu con đoạn đường phía trước, bao nhiêu thời gian. Nhưng mà anh hy vọng rằng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý chúng ta sẽ bấm mạnh vào cái nút này. Không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Cả hai có vẻ hơi chậm, mà bấm rất cùng lúc, đèn sáng lên cùng một lượt. Tại sao em có sự chậm chạp đó? Chắc vì tay em yếu lúc gặp bạn gái nên em tự nhiên em tay em yếu em bấm không kịp. Tưởng như bạn gái không bấm thì sao? Cũng chẳng sao chị, bởi vì mình sống thật với con người mình mà. Em cảm thấy là cũng có nhiều điều chưa có được tương đồng, nhưng mà có thể là cứ cho nhau một cơ hội. Điều gì em thích nhất ở chàng trai này ngày hôm nay mà em bấm nút? Là một người chân thật, em cảm là thấy như vậy. Chân thành. Chị cũng hy vọng như vậy. Hồi nãy chị Tường nói rồi ha, nếu bấm nút là chúng ta ôm nhau. Mời hai bạn. Em có hối hận không? Sao lại hối hận ạ? À? Bấm nút sao lại hối hận? Dạ vâng. Cái ôm gì mà nó nhạt nhẽo hời hợt quá. Hai bạn cùng ôm nhau đi nè. Nắm tay nhau nha. Cặp đôi chị thấy rất là dễ thương. Mặt hai bạn cũng rất là xanh con ra đẹp lắm đó. Thật sự nếu mà hồi nãy hai bạn không bấm nút thì chị Tường sẽ cảm thấy rất là buồn. Một cơ hội nữa, một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình này. Em biết sao? Tranh cả cô em nhé. Hãy nhớ cái giây phút này nha, rất là đẹp. Chúc hai bạn sẽ sớm về chung một nhà nhé. Bắt chết nè nha. Dạ. Thôi em đứng lên đi, đúng rồi đó. Rồi. Ngại quá trời.
Trời, nhìn cổ nhìn tôi chi trời, nói với cổ á. Em đừng đi. Thế thì anh chốc em bấm nút vậy anh sẽ ấn. Rồi rồi. Rồi. Rồi, trước mặt có cái bàn rồi đó, em đưa tay ra. À, ngồi sát xuống ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Em tự giới thiệu rồi, em tên là Lê Hữu Phước, 34 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Hiện tại em làm công ty lóc lóc, làm bên bộ phận chỉnh lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, và ngoài ra còn nhà làm vườn, trồng điều với tiêu với lại rau sạch. Rồi ở đâu? Cây trái ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu, ngay chỗ Thái Dịch. Vừa đi làm công ty, dạ, mà vừa ở nhà trồng tiêu điều nữa. Tiêu điều, rau sạch rồi. Rau sạch nữa. Quá đã. Cây trái rồi, quá trời. Cây trái à? Ví dụ trái gì? Trái măng cục, sầu riêng, bơ. Vậy hả? Nhà rộng lắm hả? Có vườn rộng lắm hả? Dạ rộng, ngồi mặt đường chính luôn á. Mặt đường chính luôn? Dạ. Đang ở nhà với ai? Nhà ở với ba mẹ, nhà có con trai một, còn hai đứa em gái. Hai đứa em gái rồi, có gia đình chưa? Dạ có rồi. Gái đi ra riêng đi theo chồng hết rồi? Dạ, ở gần đó luôn. Ở gần vòng vòng đó luôn, còn trong nhà mình ở mình với ba mẹ thôi. Dạ, ba mẹ, bà ngoại nữa. À, có bà ngoại nữa, ở chung với ba mẹ với ngoại. Quê gốc mình là ở đâu? Gốc ở Quảng Ngãi, mà vô đây em sinh ở trong này lâu rồi, sinh ở trong này từ nhỏ rồi. Rồi em gái, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Tạ Thị Trắng Tươi. Em đến. Cái gì tôi? Tạ Thị Trắng Tươi. Tạ Thị Trắng Tươi. Trời ơi, nghe cái tên thấy trắng tưng bừng rồi ha. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Tây Ninh ở khúc nào? Dạ, ở Trảng Bàng, Tây Ninh ạ. Chà, cũng xa nhau, trăm mấy, hơn 200 cây à. Có đi Tây Ninh lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa đi Tây Ninh luôn. Đi Bà Rịa Vũng Tàu lần nào chưa? Dạ, đi rồi ạ. Đi rồi ha. Thế rồi là mình đang ở với ai? Dạ, em ở với mẹ. Rồi giờ yêu xa có ngại không? Dạ, không ngại ạ. Ở xa vậy rồi em muốn bao lâu em gặp bạn trai được lần? Thì tùy theo công việc. Nếu mà hai người hợp tính nhau thì khoảng 2 tuần hay là 1 tháng. Bây giờ ở xa vậy rồi em tính, thí dụ mà giờ em mở cái cửa trái tim ra rồi em thích bạn gái quá nè, tìm hiểu thấy ưng bụng quá, rồi bao lâu em thăm ta được một lần? Nếu mà xuống ca thì bà bố nghỉ 2 ngày, xuống ca thì lên thăm. Mấy ngày? Tuần 2-3 lần. Một tuần đi 2-3 lần, từ Bà Rịa Vũng Tàu chạy lên Tây Ninh tuần đi 2-3 lần. Dạ. Rồi bỏ ăn bỏ làm bỏ. Đâu làm 4 ngày 2 ngày, em nghỉ 2 ngày liên tiếp mà. À, làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. À, nghỉ 2 ngày liên tiếp luôn. Là 2 ngày đó đi lên thăm bạn gái. Dạ. Rồi tối ngủ đâu? Mình tự tìm cách. Tự tìm cách. Trời ơi nghe thấy thương quá. Vậy được không em? Uống tuần là 7 ngày, đi làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. Dạ, làm 4 ngày 12 tiếng, nghỉ 2 ngày 2 đêm vậy. Thì cũng mới có 7-6 ngày, còn ngày đâu? Tuần 7 ngày lận. Nó cũng như vậy. Cả ngày thì em nghỉ được 3 ngày luôn, 2 đêm. Thôi tôi cũng hiểu rồi, hai người nói vụ ngày giờ đi, sao nói kỳ. Một tuần có 7 ngày, đi làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày. Còn dạ, ngày đâu? Nó làm ca như vậy, cả ngày cả đêm vậy. Cả ngày cả đêm. Cũng chưa hiểu luôn. Hiểu không? Chưa hiểu. Chưa, chút xíu hai người tự tìm hiểu cái vụ ca đó nha. Sao chị rối quá. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em chịu khó. Rồi hoạt bát công việc, giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của em là gì? Nhút nhát rồi hay nhẹ lòng. Nhẹ lòng là sao? Thấy người nào ấy nhẹ dạ. À, nhẹ dạ. Nhẹ dạ cả tin. Dạ dạ. Ai dụ có nhiêu móc hết phải không? Tìm người chứ. Hồi đó giờ có bị ai dụ ai gạt gì chưa? Chưa. Chưa thì cũng đâu có gì đâu, có tin hay gì đâu. Tin người là mình ta gạt, ta dụ mình gì á chứ còn. Dạ dạ. Đúng không? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Trắng tinh, trắng tươi. Tươi. Dạ, điểm mạnh của em là năng động chứ vui vẻ. Điểm yếu là em nóng tính. Nóng tính? Dạ. Nóng tính là nóng tính làm sao? Trong công việc hay là trong mọi trong thứ? Trong công việc. Rồi nóng tính là nóng tính với ai? Giống như là công việc sai á, nhiều khi mình... Nghĩa là người khác làm mà sai là mình bực mình á hay sao? Người khác làm sai mà trách nhiệm không thuộc về ai á thì mình cảm thấy khó chịu. Về tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trải qua một mối tình. Một mối tình, quen được bao lâu? Dạ, quen được một năm. Quen năm, rồi sao chia tay? Cái cách suy nghĩ hai người khác nhau nên không có tiến xa được nên cụ thể là ví dụ khác nhau cái gì? Ví dụ em nghĩ sao mà người đó nghĩ sao? Về cái cách sống thôi. Ví dụ? Em muốn đi làm, bạn đó thì muốn em ở nhà. Nên hai người không hợp nhau thì chia tay. Chia tay, chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được một năm. Năm, từ đó đến nay là có mối tình nào khác nữa không? Dạ, chưa ạ. Có ai để ý chưa, ngắm nghía gì chưa? Dạ, có nhưng mà em thấy không hợp. Dễ thương mà sao không có người để ý được.
đúng không? Rồi em ví dụ giờ sau này em lấy vợ em về rồi em có cho vợ em đi làm không hay là bắt vợ em ở nhà? Tùy sở thích của vợ thôi. Tí đi làm thì phụ với chồng cũng được. Hai người phụ qua phụ lại nương tựa nhau. Phụ qua phụ lại là phụ gì? Phụ qua phụ lại cho kinh tế mình nó phát triển lên. À có nghĩa là vẫn cho vợ đi làm nặng kinh tế phụ hỗ trợ qua lại đúng không? À, dạ. Chứ không có bắt vợ ở nhà đúng không? À, như phụ qua phụ lại tưởng đâu làm công việc phụ rồi đi làm chung vậy rồi về rồi có phụ vợ làm việc nhà không? Có, em siêng ăn chịu khó nhặt đồ rồi, cái gì cũng làm. Muốn muốn bắt dâu hay là muốn ở rể? Muốn bắt dâu chứ. Muốn bắt dâu chứ. Đi làm dâu xa được không? Gần mà đi Vũng Tàu gần. Vô gần, ta nói gần nó không có xa. Đi làm dâu được không? Dạ. Cái đó là tùy theo cái cuộc sống nên cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, thật ra lấy chồng phải theo chồng thôi. Chà, mà ta tên trắng tinh mà đi về Vũng Tàu nắng gió có chắc đèn. Ôi, đó thoải mái nhà em, thoải mái dễ chịu chút đó. Rồi, tình trường em sao rồi? Tình trường xưa cũng có quen một hai ba mối tình. Hai ba mối tình luôn? Mà do hồi xưa trẻ chưa có chín chắn, chưa nghĩ tới sau này lập định để thời gian trôi qua vậy thôi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Có một mối tình cùng họ nên về nhà bà già không chịu thôi xưa. À, cùng họ. Rồi từ đó tới nay bao lâu rồi? 7-8 năm rồi. 7-8 năm nay không quen ai hết trơn trời. Có người làm mai mối mà thấy không hợp nhau rồi thôi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Biết nấu ăn rồi mấy năm lăm, vui vén, lâu vén như tình. Này còn em muốn tìm một mẫu người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Chia sẻ trong công việc với lại biết lắng nghe và quan tâm gia đình nhiều hơn. Em biết nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn chắc một mình em ăn được. Chắc mình em ăn được nhưng mà thật có hay nấu không? Nói chung là cái gì mình phải học hỏi, mình học tập rồi từ từ mình nấu chưa ngon, mình nấu riết nó thành thói quen rồi cũng từ từ nó cũng sẽ ăn được. Dạ. Nói chung người ta chỉ muốn mình biết nấu ăn thôi, còn ngon hay không là chuyện khác. Dạ. Nấu ăn ngon quá mở nhà hàng rồi. Trong nhà ví dụ cơm canh đồ thịt kho cá kho đồ mần được vậy là được rồi. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi về ngoại hình thì em muốn người chồng như thế nào? Cao hơn em, chững chạc và quan tâm nhiều hơn. Chững chạc quan tâm nhiều hơn. Rồi em cho các chị coi hình hai bạn coi. Về ba cái đồ. Ba anh này mặt cũng ngang ngang nhau à, khó lựa dữ á. Rồi trong năm cô này có một cô nó thích cô nào gả cho, ráng kiếm đi. Ba anh này sao tự nhiên vô chọn ngay anh này hay vậy? Ủa sao tự nhiên ba anh mà vô chọn chỉ ngay đúng anh đó hay vậy? Lý do? Thì thấy người này cao. À mà em thích người cao hả? Đâu phải, tại hai ông này ngồi, ông này ông đứng chứ là phải ông cao. Mà em nghĩ người 34 tuổi là không phải người này. À mà giờ quyết định mà chọn người nào? Người đó đúng không? Dạ. Rồi giữ đi, lát tôi gả ông đó cho. Bên đây chọn người nào? Hả? Tại sao lại chọn cái người đứng chính giữa này? 32 tuổi phải không? Không biết, hình sao mắt chị Tường mờ lắm không thấy. Nói chung là cô áo đỏ đó phải không? Rồi giữ y nguyên nó đi, rồi tôi mở cửa trái tim ra cho coi nè, coi đúng không nè. Mở cửa trái tim. Xin hay chào. Quá bạn gái hay lắm luôn nha. Bạn gái vừa đưa tấm hình cái chỉ ngay trúng em liền luôn á. Rồi đây em hỏi cổ có phải cô đó không vậy? Phải rồi. Phải không? Phải hả? Cô áo đỏ đó hả? Hả? Dạ đâu phải đâu. Không phải đâu, quay là hỏi cổ có cô nào. Cô này không? Em mặc áo màu trắng nè. Trời đất. Đâu đưa coi coi. Phải màu trắng không? Người ta nói phải, không lẽ người ta còn gạt mình nữa trời. Vậy là sai xuống rồi. Xuống thì sai rồi. Bởi vì chị cũng thấy rồi, đâu có phải cô này mập hơn. Em không nghĩ cái này. Sai rồi đúng không? Giờ sao? Bây giờ sao? Giờ đi kiếm cô áo đỏ làm mai cho em hả? Không. Cô này được không? Được. Mà giờ sai rồi, giờ sao? Biết sao giờ. Giờ bị phạt nha. Hát hò hít đất thục dầu. Hát được không? Dạ thôi hát. Rồi hát tặng cổ một bài coi như là phạt đó. Bỏ qua đi mà. Hả? Bỏ qua nha. Sao bỏ qua được? Thì hát rồi bỏ qua. Ngồi đi, không cần đứng. Ờ, ngồi biểu diễn thoải mái. Phước hát bài Hãy Về Đây Với Anh. Trời ơi, không biết lựa bài dữ ha. Rồi, mời Phước. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trước sân. Mình lạnh cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từ hàng cây trước sân, dường như cũng đã sát sơ yên lòng. Hát cái đó em biết hát. Vậy được không em? Có bỏ qua không? Bỏ qua đi mà. Có bỏ qua đi mà. Rồi cái này qua luôn, qua trái tim luôn, không có đi đâu xa hết. Rồi đúng rồi, đưa qua. Lựa nhiều thứ nhưng mà anh chứ lưỡi cái này. Cái đó là cái gì vậy em? Để cái khăn tròn này mùa đông áp này.
cho em đỡ lạnh rồi à. Những khi nào ấy là nhớ đến anh. Rồi vậy vòng qua bển, đeo vô cho cổ, đeo vô cổ cho cổ luôn. Rồi, đẹp dữ ha. Đây cũng phim trường cũng hơi lạnh á. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Hôm nay cái gì? Rồi, tặng luôn. Em có cái viết tặng anh kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Rồi, em cảm ơn. Rồi, xuống đây hai bạn. Khi mà chị Tường mới mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Thấy một người đang tìm kiếm. Thấy người nữ gia đình. Người gia đình. Sao? Hay, thấy thích. Hay thích. Mới nhìn là cái biết là người phụ nữ gia đình luôn. Hay dữ vậy đó hả? Thấy ánh mắt rồi thấy... Thích rồi phải không? Thấy chịu khó, dạ thích. Rung động rồi phải không? Dạ. Em sao? Em có cảm giác gì không? Khi mà mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em thấy anh cũng là một người quan tâm của gia đình. Nhưng mà nhớ cho kỹ là khoảng cách cũng trăm mấy chục cây, đi cũng 3-4 tiếng. Dạ, cái vấn đề nó không sao, để mình cố gắng rồi mọi thứ sẽ thành công. Ví dụ như được là yêu nhau là bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Nếu được là 3-6 tháng. Lẹ dữ vậy, được không em? Dạ, em nghĩ là một năm trở lại. Một năm trở lại. Nè, thì anh của mình ta nói vậy thôi, dạ, còn dạ, mình dạ, từ từ mình quen rồi, mình trả giá. Dạ, đúng rồi. Phải không? Được không? Dạ, được. Rồi thí dụ như là cổ theo em đi về dưới quê em, rồi em có xin được việc làm cho cổ không? Dạ, ok, cái vấn đề đó thì không quan tâm gì hết. Có gì thì anh tìm cho em việc làm ở gần nhà thì thoải mái lắm. Không, thoải mái mà ta có... Đến, em có mấy em gái em làm công ty rồi. Nhà thì nếu mà cứ có kinh doanh thì mở tiệm thì thích đi làm cái gì làm. Anh có đất đai rộng rãi thì mở ra cho em làm. Yeah. Nói chung là kinh tế ổn định ha, vô tư ha. Vô tư. Ổn, được. Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét, có chỗ ở không? Rộng không? Rộng rãi, thoải mái. Ngang trong. Mấy mét, dài mấy mét? 40 mét mặt đường. 40 mét ngang mặt đường? Dài 400 mét. 400 mét mặt đường luôn, bự dữ vậy á. Dạ. Rồi. Có đất rẫy nữa chứ. Có đất rẫy nữa, cái đó là đất ở nhà riêng, còn rẫy riêng. Rẫy riêng luôn. Rồi ai đứng tên? Nhà có mình là em trai một, rồi ba mẹ anh 60 số mấy rồi. Ổn rồi ha, thôi giờ để hai bạn tâm sự riêng với nhau nha. Mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ nè, xíu mại nấm đông cô nè, bánh xếp hẹ chiên và giò chó quẩy, nhồi tôm chiên giòn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, tâm sự muốn hỏi gì hỏi nha. Tìm hiểu muốn đánh nhanh rút gọn 3 tháng 6 tháng là phải hiểu nhau mới được, đúng không? Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Dạ mời anh ạ. Mời em nha. Dạ anh. Thấy ngại quá. Nếu mà trong một cuộc trò chuyện á, thì ví dụ em và anh á, xảy ra chuyện tranh luận về một vấn đề đó đúng hay là sai, chưa có giải quyết được vấn đề, thì theo anh thì anh xử lý như thế nào? Cùng nhau bàn bạc từ từ tìm giải quyết. Không, ý á, em nói là một câu chuyện, một vấn đề đó em và anh ai cũng đều muốn đúng hết. Được, anh để anh chịu thiệt, để em chịu đúng được. Nhưng mà mình nói như thế nào để mình thuyết phục đối phương là đúng hay là sai? Hỏi người lớn mà thử. Câu chuyện của hai người là hai người tự giải quyết, không có thể để người lớn. Khó chứ. Chứ sao đây trời. Thôi cái đó anh suy nghĩ đi, từ từ anh trả lời em cũng được. Nếu đừng từng anh lên thăm em lặng luôn được. Nhưng mà thời nay mà công nghệ, nếu mà anh bận hay là em bận thì chúng ta có thể gọi điện nói chuyện với nhau. Còn nếu mà anh lên á, thì ví dụ công việc em á, ngày đó em nghỉ thì em sẵn sàng. Nếu sau này ấy thì em có thích kinh doanh hay làm gì không riêng? Em thì không thích kinh doanh cho lắm, nhưng mà em thích đi làm để ổn định kinh tế của mình hơn. Anh biết công ty nhiều, nếu mà sau này có được thì về đó anh nhờ mấy đứa em xin giùm cho. Dạ. Anh ở đó quen nhiều mấy đứa em nhiều lắm. Dạ. Anh ăn gì? Anh thấy anh sao? Anh thấy vậy, anh cũng quan tâm, vui vẻ, cởi mở. Dạ. Còn anh nhận xét về em như thế nào? Em cũng hiền, cũng thấy chân thật. Mời anh ăn hả? Em ăn. Đúng ngại. Ủa? Em ăn đi chứ sao? Dạ. Em ăn gì? Hả?
Em nói gì? Anh có thường đi chơi với bạn không? Có bạn bè cũng rủ đi nhưng mà anh làm biết lắm. Anh làm rồi về nghỉ ngơi ở nhà. Rồi thỉnh thoảng ví dụ trong một năm đó anh có thích đi du lịch không? Nếu bạn gái nó đi thì đi cùng bạn gái thì được. Xưa anh đi vợ lớn vô làm ăn không cứ đi chơi. Vậy anh ở Vũng Tàu, anh ra Vũng Tàu nhiều không? Xưa em đi quá trời, giờ chưa đi. Giờ chưa đi Vũng Tàu luôn. Có em thì đi. Có em thì đi. Chở em đi. Mà anh nấu ăn cũng ngon lắm. Tại em không biết nói. Em hút về mẹ anh dạy cũng được. Đường gái anh cũng biết ăn sơ sơ rồi. Rồi, tâm sự được nhiều chưa? Sơ sơ hơi, sau này ra ngoài. Rồi vậy mới mốt hẹn hò là hẹn hò ở đâu, hẹn hò sao? Chắc bị thẳng lên quá, chịu khó một tí. Chịu khó một tí hả? Nãy giờ hỏi nhà cửa chưa, biết nhà biết cửa chưa? Nói số điện thoại, Zalo rồi. Chưa đi lần nào biết đường đi không? Mình hỏi chứ. Bây giờ chị hỏi nè, giờ sau này ví dụ như mình lấy vợ về, mình lập gia đình có vợ con rồi đó, thì trong gia đình kinh tế trong nhà ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý, em không có thiếu tiền. Mình định muốn sinh mấy đứa con? Hai đứa, có trai có gái. Rồi rủi như không có trai có gái thì sao? Nhiều khi gái hết trai hết rồi sao? Sao không được, trời cho sao như vậy? Đúng rồi, chứ tự nhiên muốn trai đứa gái. Bây giờ ăn thua em á, ai biết cái giống em nó ra cái gì. Nhưng mà sống tốt thì sao được hết á? Sống tốt là được hết á hả? Em nghĩ là gia đình thì hai người cùng chia sẻ. Ví dụ anh ấy gặp khó khăn thì cũng nói để cho em biết, để hai người chia sẻ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải là khi anh ấy gặp khó khăn thì anh ấy không nói gì thì bản thân mình cũng không biết. Em thì nghĩ như thế nào? Quan điểm thì yêu là em là tin tưởng lẫn nhau rồi nắm tay cùng nhau vượt qua những... Thế là hai bạn cũng khá là trùng khớp với nhau ha. Rồi, mở em bóc một lá bài trong này. Đọc lớn lên những yêu cầu của chương trình rồi mình thực hiện nha. Thử đặt tên cho con tương lai của hai bạn và chia sẻ ý nghĩa cái tên. Trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ, ví dụ như là đẻ con gái, em đặt tên gì? Đẻ con trai, em đặt tên gì? Đó, ví dụ vậy đi. Anh ơi, nếu mình sanh con gái á, thì anh đặt tên là gì? Gái à? Đó giờ có suy nghĩ tới chuyện đặt tên con chưa? Chưa, tên Phương cũng được. Tên Phương, lý do, ý nghĩa. Người ta hỏi ý nghĩa của cái tên nữa. Tên giờ mình nói cũng chưa biết, cái sau này mình biết được. Nhưng mà mình thích á. Chứ hồi chị còn nhỏ xíu là chị hay tính đặt tên con trước hết trơn. Chị nói thiệt. Tên dạ, con dạ. Chị là chị đặt lúc chị chưa có chồng luôn á. Mình tính trước á. Con gái à, tên gì, con trai tên gì mà cuối cùng rất quất á. Đẻ được con đứa. Giờ để bạn hỏi em thì anh nhường cho em đặt đó. Em đặt con tên gì? Đặt trước đi anh. Nếu mà con gái á thì em đặt tên là An Nhiên. Hy vọng bé sẽ vui vẻ trong cuộc sống. Được không? Tên đó ổn không? Hay. An Nhiên. Ông ba phải quá à. Cái gì ông cũng là đúng là thiệt á. Dạy thiệt. Cái gì cũng được. Rồi nếu con trai? Nếu con trai thì em đặt tên là Bình An. Bình An. Con gái là An Nhiên. Con trai là Bình An. Tên hay á. Được không? Dạ. Chắc không? Em họ gì? Họ Lê. Họ Lê. Lê An Nhiên. Còn Lê Bình An cũng được mà. Tên hay mà đúng không? Dạ. Rồi bóc thêm lá bài nữa đi em. Rồi đọc lớn lên coi yêu cầu gì trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói anh đừng đi hoặc em đừng đi. Làm được không? Ôm đối phương. Ông đọc ôm mà tôi nghe hôn. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói em đừng đi. Rồi đi qua sau lưng cổ làm thử coi. Xin phép cổ ôm cổ một cái rồi nói coi. Để thôi hồi cổ đi á. Mạnh mẽ lên, tự tin lên. Xin phép nha em nha. Dạ. Rồi em đứng lên đi, đúng rồi đó. Rồi. Ngại quá vậy. Tự nhìn cổ nhìn tôi làm chi trời. Nói với cổ á. Em đừng đi. Cái này để anh chúc em bấm nút vậy là anh sẽ rồi, rồi. Rồi cảm ơn hai bạn. Cảm xúc trong người thấy sao? Cảm thấy được. Được là sao? Cảm thấy có không gian. Lâu rồi thấy tim không rung động phải không? Vậy thì em phải cố gắng lên ha. Làm sao cho người ta thấy được rồi. Cái tấm lòng của mình, sự chân thành của mình. Đến đây là một cái duyên của hai mình gặp nhau. Em hãy cho anh cơ hội để em tìm hiểu nhau. Nếu được thì sẽ tiến tới xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng qua cuộc trò chuyện hôm nay. Hy vọng anh và em sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Ok.
Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn qua đây cưng, qua đứng chung một bên nè. Cũng thầy nhau. Và bây giờ hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Cho cái ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Biết không em? Không á. Rồi, rồi thay mặt cho chương trình chúc cho hai bạn ha sớm hạnh phúc.